Sáng 6 tháng 8, nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhất trí kéo dài thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố thêm 15 ngày, tức là đến ngày 22 tháng 8 năm 2021. Việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội 15 ngày nữa nhằm đảm bảo phòng chống dịch một cách tốt nhất theo chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, trước đó vào tối 23 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định chính thức ban hành chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc của chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố trong vòng 15 ngày từ 6 giờ sáng 24 tháng 7 để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn xóm cách ly với thôn xóm, xã, phường cách ly với xã, phường, quận huyện cách ly với quận huyện, thành phố cách ly với tỉnh. Sau 2 tuần giãn cách, dù đã có một số kết quả, song số ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng ở Hà Nội vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là phát sinh các ổ dịch mới phức tạp. Trong văn bản thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và các tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã giao Sở Y tế Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị triển khai kịch bản chi tiết chủ động ứng phó với dịch bệnh theo từng cấp độ, diễn biến thực tế. Có phương án dự phòng trong tình huống phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.